Xin chào quý vị. Tính đến 14 giờ chiều nay, trong vòng 6 giờ đồng hồ, vùng núi Bắc Bộ đã có mưa lớn, có nơi gần 100mm. Mưa còn tích lũy trong nhiều giờ. Kết cấu đất cũng lỏng lẻo do chịu mưa nhiều ngày qua, nên nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang ở mức rất cao, đặc biệt là tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ. Bà con khu vực và các phương tiện lưu thông qua đây cần hết sức lưu ý. Mưa ở miền Bắc là ảnh hưởng của một rãnh áp thấp đang vắt qua khu vực này. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh vùng núi tiếp tục là những nơi có mưa nhiều nhất. Do có mưa nhiều nên thời tiết tại Bắc Bộ tương đối mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều chỉ từ 30 cho đến 33 độ. Vẫn có một vài khoảng tạnh ráo trong ngày. Còn sáng và đêm là thời gian dễ có mưa nhất nên nhiệt độ chỉ từ 24 đến 27 độ. Mưa tại miền Bắc còn kéo dài nên quý vị cần mang theo ô, áo mưa mỗi khi ra ngoài. Tuy nhiên, chúng ta cần hết sức cẩn trọng khi dùng những chiếc áo mưa trùm rộng khi đi xe máy vì chúng có thể bị tạt gió và cản trở tầm nhìn, thậm chí quấn vào bánh xe rất nguy hiểm. Nên lựa chọn áo mưa gọn gàng và tốt nhất là bộ quần áo mưa. Trái lại, tại miền Trung, hôm nay khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ tại nhiều nơi vượt trên 38 độ, thậm chí trên 39 độ. Sang ngày mai, nắng nóng gay gắt tiếp tục hoành hành trên một dải từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 cho đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 cho đến 50%. Sang tuần, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở phía Nam, thời tiết đang trong giai đoạn giảm mưa tạm thời tại các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày mai, nền nhiệt chích nhẹ lên mức 29 cho đến 32 độ tại Tây Nguyên và 32 cho đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên, bà con vẫn cần đề phòng những cơn mưa dông bất chợt vào chiều tối mai. Trên biển, hầu khắp Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày mai phổ biến ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng. Gió thịnh hành trên các vùng biển này có hướng Tây Nam mạnh cấp 4 cho đến cấp 5. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại.